xưa đã có dạy rằng phải làm chuyện lớn mới là giàu to. Cái này mình phải làm chuyện lớn thôi. Mình sẽ làm gì? Một làm gì? Ông nói ông làm chuyện lớn hả? Trời ơi, nói thiệt với ông nghe, ông đừng có nói ông làm chuyện lớn. Chuyện lớn đâu thì tôi không có thấy, mà tôi thấy nợ nần tứ văn cũng vì ba cái đen đỏ của ông chưa tởn hả? Bởi vì ta nói sáng gặp đàn bà là xui mà. Không lẽ bà vợ tôi cũng ngó mặt bà thiệt. Gấp là cằn nhằn, gấp là cưỡi nhưỡi. Gấp, Ngọc đâu rồi? Đi tiệm cầm đồ rồi. Trời, đi tiệm cầm đồ mất mặt tôi. Tại sao lính nó làm cái chuyện mất mặt tôi? Nó ra tiệm cầm đồ, nó làm cái gì? Đi tuột chiếc nhẫn nó làm gì? Trời ơi. Ủa chưa chuột hả? Giờ mới đi chuột đó. Mà để tôi thiệt ông hả? Tôi chuột chiếc nhẫn về kỳ này hả là tôi cũng bán luôn, chứ tôi cũng không có để đâu. Gì bán luôn? Trời đất ơi, cái tiền đó mà đóng tiền học cho con Ngọc. Bây giờ ông coi nè, mấy tháng rồi không có tiền đóng tiền học cho con Ngọc. Nhà trường gửi cái giấy về đây nè. Đó, thì bây giờ tôi phải đóng tiền học cho nó chứ làm sao. Trời đất ơi, tôi nói thiệt nha, tôi chưa thấy ai mà làm cha giống như ông hết trơn á. Hả? Người ta làm cha người ta phải lo cho con cái. Còn ông lo được cái gì? Tối ngày hả? Cứ ôm cái điện thoại, ôm tờ báo ha, rồi với lại bà cái gì ức đầu ức những cái ghế nào ghế ghen chồng ghen cho đúng đi, ghen cái gì ghen phải đi, ôm mấy cái đó bà ghen mấy cái đó, tối tôi cũng ôm bà nè hả nè nha, trời già rồi đúng nó vậy nha bà đó. Đó bây giờ nói tới ông đó nghe tôi càng nghe tôi càng tức đó. Đó má ông đi cưới tôi cho tôi có đôi bông mù u có chút xíu vậy hả? Đó vậy đó mà cũng bị ông đội nón ra đi. Nói quá bông mà đội nón lắm làm người ta đúng quá đó. Vậy ông thấy ông biết tôi thích cái chiếc vòng cẩm thạch cái gì hả? Tôi góp tiền tôi mua được cái chiếc vòng cẩm thạch để tôi đeo tôi chơi với người ta hả? Rồi ông cũng ẩm nó đi ra luôn à? Vòng ẩm mà có nhiều cái ứa máu thiệt tình. Vòng ẩm là ẩm sao? Trời ơi thiệt bực bà quá trời quá đất. Bực vậy? Nó thiệt cho ông hả? Kỳ này mà chuột chiếc nhẫn về hay là tôi đem đi bán luôn? Ai cho bà bán? Sao đây hả? Là vật gia truyền, vật gia bảo của dòng họ tôi, bà không được quyền bán. Cầm thì được. Trời ơi, nghe nó tiếng cầm thì được. Nó thiệt ông hả? Kỳ này về tôi bán luôn. Nó thiệt cho ông mà còn ba cái vụ mà lớn nhỏ này đó hả, thì có ngày cái nhà này đó hả, nó cũng theo ông nó bay luôn. Bà cái gì cũng trù nhà rồi cái thuê luôn. Tiền cho mượn đỡ vài chục coi. Tiền đâu mượn hả? Bây giờ tôi còn có 15.000 bạc nè, ăn đi chợ một tuần lễ luôn. Ủa còn có cái xe chân này hả? Cái gì xe chân nữa đây? Bà không có rành cánh độ vậy. Con trai đó là 1 triệu, được cái thấp nhất là xe chân là có 10 mấy ngàn là xe chân, hiểu không? Trời ơi, trời bà nói sao? 15.000 đi chợ một tuần hả? Bà cho tôi ăn cái giống gì vậy? Rau muống luộc, cà pháo với nón kho quẹt, quẹt tới quẹt luôn vậy, ăn tuần lễ, con ăn không chết luôn. Ý ăn cái đó tốt á. Bác sĩ dặn là phải là kỵ kìa, kiêng là dầu với mỡ. Mấy cái đó là không có dầu mỡ ăn tốt. Nó không có bị cái bệnh là sản phụ, sản hậu sản, đường ruột, làm rối quá. Đó, vậy đó được, đi chợ mua mấy cái đó thôi, chỉ ăn rau rồi thôi. Bây giờ bà tính tôi như là con thỏ con gì để cho tôi ăn rau là được rồi. Nghe không? Đi chợ 5.000 thôi, đưa 10.000 tôi đi. Cái gì? 5.000 thôi. Trời ơi, tôi lại ông. Ông vừa phải thôi, ông làm quá. Tôi bỏ cái nhà tôi đi cho một mình ông ở đây. Trời, bà hâm vậy? Bà hâm tôi đó. Tôi không có sợ đâu. Dân này phải dân sợ vợ mà. Chỉ sợ cầu thủ nó bán đổ tôi tiêu thôi. Nghe không? Còn bà đi á, cứ đi đi em. Em cứ đi đi. Chừng nửa ngày thôi là nhớ mùi tôi bà quay trở về. Trời ơi, nhớ mùi ông hả? Không dám nhớ mùi ông đâu. Thấy ông tôi thấy chán quá hả? Trời ơi, nhớ mùi. Nhớ mùi, nói thiệt ông hả? Thấy ông là thấy tôi ghét rồi. Ông nhìn ông tắm thợ điện kế bên nhà coi. Đó, vợ người ta chết, người ta ở vậy, người ta nuôi con, người ta cho ăn học đàng hoàng tử tế. Chứ ai như ông vậy? Nhìn cái mặt thấy thật ghét. Thấy chồng ta bà ham. Chồng bà ghét ngoại tình tư tưởng nha. Tư tưởng gì? Nghe nữa hả? Đưa tôi đi chợ đi. Không được, cũng phải nhờ tới tôi thôi.
bà không có làm cái gì mà không thoát khỏi tay tôi. Lớn xe, lớn xe. Ừ. Ông quý quyền của chồng phải nhờ tới túi thối. Giờ ông hãy đứng, ông lên xe để cho tôi bật rộng chết ta. Bà lên xe. Ừ. Giờ lại đi trưa trời chứ chặt rồi. Lên xe là mình lên đường luôn. Gì nữa đây? Tôi có hẹn rồi. Một cái chuyện lớn quan trọng. Không được. Gì? Bà đi chợ phải không? Ừ. Rồi ra sao? Đạp đi đi. Lấy xe tôi đi đi. Trời. Hả? Trời ơi, tôi đàn bà mà không biết tôi đạp cái xe này đó hả? Trời ơi, đàn bà ta lái taxi đó sao? Thôi ông ơi, taxi nó là khác. Còn cái này trời phải dùng sức là sao tôi làm tôi đi nổi. Có công chuyện mà. Thông mấy bà đi xe ôm đi. Ha. Có 15 ngàn biểu tôi đi xe ôm rồi tiền đâu đi chợ đây? Trời ơi, dễ giải quyết quá. Đi bộ. Hai cái chân bà dùng để làm gì? Được rồi, được rồi. Ừ. Cho ông biết hả, kỳ này còn không có kho quẹt cho ông ăn tôm ăn cơm trắng luôn nữa đó. Đừng có nói à. Đừng nói nhiều. Sáng ăn gì đó, sáng. Sáng phải không? Xôi, nước trà, tôi để trên bàn đó, vô ăn xôi đi. Xôi gì? Xôi làm sao làm việc nổi? Làm việc nổi phải không? Ừ. Ông nhìn ba mẹ con tôi ăn cái gì? Tôi cũng ăn xôi như ông thôi. Bây giờ ông cũng chịu chung số phận với mẹ con tôi tới chứ muốn gì nữa. Nhắc tôi mới nhớ quỷ tử tôi đâu rồi. Sáng giờ không thấy nó. Hả? Làm cha như ông thì bởi tôi ông tôi ghét lắm mà. Thì nó đi học. Ha, rồi một lát con Ngọc ghé rước nó rồi hai chị em nó về. Cha giữ mấy con đi đâu cũng không biết nữa. Thì quên, đôi khi có nhiều cái quên. Làm việc lớn quá được, nhiều khi cái chuyện nhỏ quên, nghe không? Ừ. Và bà cứ đi chợ đi. Trễ nãy rồi đổ thừa tôi nữa. Rồi. Quét sân giùm tôi, vô giặt đồ giùm tôi, lau nhà giùm tôi, đó là phận sự của ông. Làm gì có mấy chuyện đó nữa. Ừ. Ai đạp chứ đâu? Ai kiếm tiền? Khi dễ thôi, bất cứ gì cũng có thể làm được. Xe ghé con, cho mày ghé tự động. Quét thì quét chứ, đàn bà hư, còn chút xíu cũng không dám quét cho rồi. Quét dễ chứ gì đâu có. Quét có gì đâu có. Tặng một tay hai tay quét luôn nè. Quét thì vũ điệu tụi luôn. Tụi ba đi không có về. À con trai cưng. Ờ nay ba quét sân nữa. Tại ơi chuyện hàng ngày. Chiều nay là mưa lớn luôn. Mưa đỡ con. Ủa ba, má đâu rồi ba? Má đi chợ rồi. Dạ. Hỏi má mày, ủa mày đâu rồi con, đâu về vậy? Dạ con đi học mới về, chị hai chở con về. À vậy hả? Dạ. Rồi. Mà chị hai kêu con gặp má đưa cái chiếc nhẫn cho má. Ờ đây đưa ba. Dạ thôi chị hai kêu đưa má. Mày đưa tao cũng được chứ làm gì dữ hả? Đưa ba lá nó ra tiệm cầm đồ nằm nữa. Mày đừng có nói giọng đó nghe. Đừng có giống tánh má mày nha. Dạ. Trời ơi con trai mà giống mẹ là khó bả đời nghe con. Mày phải giống tao, hiểu chưa? Cái tiền mà cá độ mày đừng khi dễ nó. Tại sao mày có cái tuần rồi đi coi phim? Tiền đâu con? Là tiền ở đâu ba? Tiền đâu mày phải suy nghĩ mày hiểu chứ. Trời ơi. Cá độ. Vô độ. Trời ơi con mà biết tiền cá độ con không có lấy đâu. Chảnh, trời ơi, biết đâu, coi đã rồi, giờ nó không muốn thấy đâu. Quần áo con, rồi sách vở con, tiền học con, tất cả đều cá độ mà có, hiểu có chưa? Có đâu, cái đó là tiền của má cực khổ đi làm ăn có tiền á. Ba đạp xích lô còn không đủ cho ba đi cá độ nữa, tiền đâu ba đưa cho má mua sách vở cho tụi con. Bởi vì tao này, tao cưng mày quá rồi, riết mày coi tao ra gì. Mày phải hiểu cá độ, mày mới thấy cá độ là quan trọng, thấy không? Nè, giải sơ cho con thấy thôi nè, thấy không? Cá độ đó ha, giả tỷ như một thùng bây giờ đó, một thùng là 10 triệu, một chai là 1 triệu, thấy không? Một xị là 100 ngàn, má mày là xây chừng hoài. Ủa xây chừng là gì ba? Là 10 ngàn đó, 10 ngàn đó con, thấy không? Hiểu mấy cái đó, thấy không? Còn tao biểu mày đó là chiều là mày phải đi học đá banh. Mày đá banh sau này mày trở thành cầu thủ rồi mày giúp đỡ cho ba mày, thấy không? Ôi con thích coi đá banh chứ con không thích cá độ như ba đâu. Ôi bây giờ con đi kiếm má con. Thích coi đá banh. Dạ. Mày đừng nói tao mày chơi banh đũa nghe con. Đó, thích coi đá banh mà không có cá độ giống như ba đâu, xấu lắm. Xấu sao được, cá độ quan trọng mày giỡn mày. Mày phải hiểu cha mày như thế nào rồi mày mới là thấy cái giá trị của nó, thấy không? Đi học đá banh nè, trở thành cầu thủ nè, mày nổi tiếng, mày đá hay, mày đi thế giới. Mày ngon lành đó. Thôi con đi kiếm má đưa chiếc nhẫn cho má đứng nói chuyện ba nói gì đâu không à. Ê. Ai cũng khi dễ tôi là sao ta? Rồi sẽ biết. Ai nghỉ ngơi chút đi, giặt đồ tính sao? Ông Sơn, ông Sơn, có nhà không ông Sơn? Trời ơi, rồi, nghe cái hơi này biết rồi. Bóng có nhà tới. Ông Sơn ơi. Rồi, bóng tới chắc luôn. Trời đất ơi, bởi vậy nổi điên ghê không?
Nói thiệt với anh nghe, em ghét nhất ai kêu em bóng á, mặc dù em là bê đê thiệt. Nhưng mà kêu cái chữ bê đê nó sang trọng quý phái hơn. Cái đây nắng gần chết luôn á. Hả? Nói thích bóng đá lắm mà. Thì đúng rồi, bị em nói anh nghe đừng kêu từ bóng. Em thích bóng đá lắm. Vậy anh kêu chữ đá không đi là hiểu rồi. Đá đi hả? Từ cái này đá nhận đá bào hay gì đây? Cái đó là đúng luôn đó, anh kêu như vậy là em vừa ý liền. Thôi đừng nói nhiều, chơi qua đây kiếm tôi chi đây, không bán vé số đi. Bởi anh tệ ghê. Tao nói khách khứa không lẽ giờ tôi tới tôi ngồi làm sao? Không có cái ghế cho ngồi luôn ông. Rồi từ từ, từ anh từ. Anh tệ thiệt á. Cái gì cũng phải từ từ, thấy không? Vô lấy cái ghế cho rồi. Ừ, vậy đi, vô lấy cái ghế đi. Đây nè, tới rồi đây. Đâu có chuyện gì đâu mà khó khăn chứ. Ủa trời, sao tự nhiên là tạ vô cái giọng tôi vậy? Sao ngồi đó, ngồi nè. Ngồi đây nó đung đưa, nó nhí nhảnh hơn anh ngồi đây. Trời ơi, không mà qua đây ngồi đi mẹ ơi, mẹ. Anh kỳ cục ghê. Nói chuyện với em mà tự nhiên anh đưa em lên tới mẹ, lận em đâu có phước đẻ anh. Thôi đừng có kêu mẹ mẹ, kêu bằng cô hay bằng em gì đi cho nó ngọt, ngồi đi Sơn ơi. Thôi bà ngồi đó đi bà nội, rồi. Đó, thấy không? Em đâu có đẻ được cha anh đâu, anh kêu em tới bà nội dữ vậy. Nói gì nó cũng nói được. Sao không đi bán vé số rồi kiếm tôi chi đây? Nói anh nghe nè, bán vé số hả? Bán vé số là nghề tay trái thôi anh ơi, chứ bán được ba cọc ba đồng đó là chừng nào mới sống đủ. Em nói anh nghe, bán vé số là nghề tay trái của em thôi, coi bói mới là nghề tay mặt của em, giống như anh vậy đó. Giống như là đạp xích lô đó là nghề tay trái, còn cá độ á mới là nghề chính, đúng không? Nhỏ nhỏ, trời ơi, nhỏ nhỏ, cô ơi là cô ơi, bị bắt cả lũ giờ. Cá độ gì? Nhỏ nhỏ thôi. Em phải cái vụ bị bắt lắm đó. Bị bắt mà một cặp giống vậy nha, xong vô chồng hai đứa ở chung phòng, cha nó sướng gì đâu á. Trời ơi, tôi nghe tôi muốn giận ốc rồi. Thôi giờ này có chuyện gì nói tôi nghe coi. Thì cho miếng nước uống coi. Khách tới nhà không chỗ trà cũng chỗ đó. Ủa không gà thì vịt. Cho miếng nước uống làm gì dữ hả? Thì từ từ. Cái gì cũng phải từ từ, thấy không? Đến nhà nào không trà thì nước. Đừng lấy nước nào sang nha, Coca được rồi. Coca làm chi? Không có trà, có nước nè. Vô dặn đi, vậy cái dòi cái con miếng nước liền uống đi, thấm giọng đi. Ông dặn ở chổng ông cho tôi uống hả? Thì cho nước mà. Bởi vậy, tôi nói con người của anh nha. Thiệt á, anh cái gì á, anh gì bao nhiêu tiền anh cá độ được ha? Đãi cho con em gái có miếng nước thôi mà anh cũng tiếc là sao? Em gái, làm gì đẹp lắm mà điểm gái, em gái. Cô uống là chịu nghe, mệt. Bởi vậy, nhiều khi không lẽ ngồi được tự mình khen mình nghe anh Sơn? Chứ em nói thiệt với anh, chỉ có anh mới không nhìn ra cái sắc đẹp tiềm ẩn trong con người của em thôi. Nói thiệt với anh nha. Em mà đi coi đá banh nó ngang anh. Đừng có nói không có ai bằng em đâu anh ơi. Em nói cho anh nghe, em ngồi đằng trước cái hàng đầu mà em coi đá banh nha, ta nói cầu thủ nha. Chưa kịp đá trúng giò nó đã quỳ rồi. Nó quỳ nó coi em không đó. Rồi nhiều khi hả, nó đá mà nó nhìn em nó liếc mê mẩn sao mà cứ lưới nhà nó quất vô cành 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 vậy đó. Bởi có anh không à. Bởi giận ghê. Bà điệu thấy ớn luôn. Thấy cái mỏ ba khăn mà tôi mỏi vô trên rồi. Trời ơi đi coi đó bà. Ủa có đi coi đá banh nữa hả? Coi xong coi. Hôm qua có coi trận đá banh hôm qua không? Không, em không có coi, bị em mắc đi bán và em mắc đi coi cho người ta, bị có khách quen nữa. Cái rồi em cũng ngồi ở nhà người ta em nghe tường thuật tại chỗ thôi. Nghe tường thuật cái gì? Tôi nghe tường thuật hay lắm. Trời ơi, hôm qua tường thuật hấp dẫn dễ sợ luôn. Hấp dẫn mày không? Tường thuật á hả? Có cái anh cầu thủ kia đẹp trai, cao ráo, tâm hồn cao thượng. Thích ơi là thích. Trời ơi, nghe tường thuật mà bả nói anh chàng cao ráo, trời ơi, tường thuật ta vô mà bả làm như bả coi sân thì bả thấy. Thấy hình rồi, tôi thấy hình trên báo rồi, tôi chỉ cần nghe tường thuật là tôi mường tượng cái ảnh liền. Tôi mỏi quá bả ơi, tôi nhìn bả hồi tôi mỏi quá, thôi giờ kiếm tôi cái gì nói tôi nghe đi. Chuyện nhỏ thôi. Thôi chuyện nhỏ đừng nói, tôi là làm việc với tôi là làm việc, có chuyện lớn với chuyện nhỏ, đừng nói, im lặng, đừng nói gì hết, rồi. Bởi nói ra cái là anh cứ bay bãi làm sao em nói được. Đây nè, tới bữa nay á, là chuyện nhỏ là cái gì? Vì em bỏ công bỏ sức em lặn lội qua tới đây để làm chi? Em coi cho anh một quẻ bói, rồi từ cái quẻ bói đó nó mới lòi ra chuyện nhỏ, rồi từ chuyện nhỏ nó mới nối qua cái chuyện lớn, anh hiểu không? À hay, từ chuyện nhỏ nó lên cái chuyện lớn phải không? Coi bói hả? Ừ. Coi bói sao? Đây nè, bây giờ vậy nè.
Dễ lắm, em coi bói không phải như người ta, phải đè ra coi chỉ tay chỉ chân gì hết trơn á. Anh là mê cá độ đây, đi nè, 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 đó, ông cầm cái này đi. Đó, xong ông để lên trên đầu ông á. Coi bói bằng quả bóng hả? Để trên đầu. Để trên đầu anh á. Đủ rớt ông ơi. Không, anh để trên đầu anh á, rồi anh đứng anh co một giò lên, nếu mà nó không rớt á là anh hên, mà nó rớt là anh đừng có cá nữa. Trời, làm sao để đầu không rớt được, để rồi nó rớt liền chứ sao không rớt được. Anh chắc không? Trời ơi, bà nói sao, cô nói sao á. Bởi vì nhiều khi tôi nói thiệt với anh nha, hơn nhau là cái gì? Hơn nhau là cái trí thông minh. Trí sao mà cô để đi, cô thử cô để coi là đó. Hả? Rớt không? Cái này được nè. Thấy không? Coi đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng sao? Lên. Hả? Coi cái chân lên. Coi chân lên hả? Trời ơi, may mắn tới rồi, Sơn ơi, may mắn tới rồi, không trời có rớt đâu. Siết anh, làm cho tôi siết nha. Ngồi xuống được đâu, ngồi xuống đi. Trời ơi, sao tôi mệt quá cô ơi. Tự nhiên rồi cô để bấm lên đầu tôi rồi cô coi nghe nè, hên rồi, hên tới nơi rồi. Để không rớt là hên nữa. Hên rồi, hên nhưng sao? Mà tôi nói anh nghe nghe. Với cái quả bóng này nghe, mà nó hay nghiêng tới đằng trước một chút xíu đó. Là tối nay á, là anh phải bắt kèo dưới. Anh bắt kèo dưới là anh thắng chắc, anh bắt kèo trên là anh thua liền. Bắt kèo dưới thắng chắc. Cứ nghe lời tôi đi. Bắt kèo trên là thua. Ừ. Vậy là phải đánh thôi. Bây giờ đánh chừng nhiêu được cô Năm nói tôi nghe. Anh đánh vài chai thôi. Đánh gì dữ vậy bà? Tiền đâu mà vài chai, bà nói quá. Tiền đâu mà vài chai? Bà thiệt đúng là bà cố nói gì mà vài chai. Sao sao? Thoáng một chốc. Thoáng một chốc thôi anh đã đưa em lên trên trên bàn thờ luôn rồi. Nghĩ sao anh đưa em tới phận bà cố lặng. Bởi anh không biết gì hết trơn. Lỡ nè, lột chiếc nhẫn của bà ra. Lột chiếc nhẫn của bà vợ anh ra. Đi cầm đi cho tôi. Cầm rồi. Quất hết nhiều. Bà cầm rồi. Cầm luôn hả? Cầm luôn rồi. Cầm luôn mình tính đường khác. Đường nào nữa? Bây giờ anh ra tiệm. Ừ. Xong anh nói mấy người ở tiệm là anh bán luôn. Trời ơi, sao anh nghĩ ra cái này ta? Bán luôn. Đúng rồi. Chiều nãy kèo dưới. Ừ. Hút tiền. Ừ đúng. Từ chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Đó đó đó. Cái đó là cái ý của em. Rảnh không? Không làm gì hết. Giữ nhà tôi. Coi nhà tôi. Không sợ mất. Nhà không còn cái gì để mất. Cứ giữ nhà tôi. Tôi đi. Bán chứ nhận. Chờ giữ. Yên tâm đi. Em coi nhà. Kèo dưới. Nhớ kèo dưới nha. Đi lẹ lẹ về nghe ông. Ôi cái nhà này cũng chẳng còn gì để coi hết. Nó cầm cố hết trơn rồi. Buồn quá. Ba ơi con biết phải đi đâu, giữa đường trần đầy mưa gió bão giông. Ba đừng xua đuổi, đừng giận hờn con. Con là đứa con bất hạnh của gia đình. Trời ơi trời, ai rước nguyên đoàn hát tới đây hát nữa đây hả? Đi chợ về rồi hen. Ừ à. Chú tới có gì không? Gì? Tôi hỏi chú tới có chuyện gì không? Thấy là hết muốn nói chuyện rồi. Gì que quẩy dữ vậy? Sao vậy? Trời ơi chị ơi, ngày xưa em tin Dũng nhưng bây giờ em đổi thành tin Dung rồi. Bà nhìn đi điện nước vậy nghĩ sao bà kêu bằng chú? Nói thiệt với chú nghe, bây giờ tôi nhìn chú và tôi không biết tôi kêu bằng chú hay là bằng chị nữa đây à. Câu nói cuối cùng là câu nói chính xác hay tròn chữ chị đi cưng ơi. Anh nghe nè, đừng có kêu bằng chú, kêu bằng chú tôi đi về đó. Rồi thôi kêu bằng chị, qua đây có gì không? Thì có, qua đây cũng có chút chuyện mới qua kiếm chị. Chuyện gì? Nói cho chị nghe nè. Cái gì? Qua đây là kiếm tôi là có chuyện gì? Đúng rồi, qua kiếm chị. À, có chút chuyện. Chút chuyện? Em... Nè đừng nói tôi coi bói nha. Đó. Qua coi cho bà quẻ bói. Lóng rầy thấy ấn đường bà nó mờ. Ta nói nó mờ còn hơn cái phấn mà người ta viết trên bảng xong người ta chùi đi nữa. Thôi chú ơi. Ơ mà chị ơi, trời ơi coi đó. Còn thêm buồn. Chính vì cái buồn đó bà mới nên coi. Có ai đang vui vẻ mà giàu có mà tiền tỷ tỷ mà nó đi coi bói không? Chỉ có những người nào khổ cực người ta mới đi coi bói, người ta coi thử thời vận người ta ra làm sao. Bởi vậy mấy con mẹ một coi bói nó mới hốt được tiền, chị hiểu không? Giống như giờ, giống như chị vậy đó hả? Thì cũng có lai rai. Nhưng mà nói chị nghe nè, bây giờ chị coi thử quẻ đi. Rồi chị coi thử chừng nào cái giận của chị hết đen. Rồi bắt đầu từ đó đó chị dựa vô đó chị mần tới. Phải rồi, mần tới. Đó cũng vì ba cái vụ nhảm nhí của chị đó. Cho nên ông chồng tôi giờ này nó mới như vậy nè.
Nè nha, nói thiệt, thôi bỏ cái nghề này đừng có làm nữa. Làm nữa có ngày người ta rờ gái chết à. Thôi chị ơi, em biết là chị lo cho em, nhưng mà người ở đây, chức sắc ở đây em quen hết trơn rồi. Ai cũng biết em sống bằng cái nghề coi bói này mừ. Nhưng mà em nói chị nghe nè. Sao? Tại chồng chị không có nghe lời em. Tại sao? Em coi cho ổng biết bao nhiêu lần rồi, em chỉ đường mà ổng không biết đi. Là đi là sao? Đây nè, em coi cho ổng, em biết ổng mê bóng đá. Em coi cho ổng một hồi, em nói ổng đừng mê bóng đá nữa, ổng mê bóng lộ đi là ổng đâu có khổ. Ủa bóng lộ là ai? Hả? Trời đất ơi! Đây, bây giờ chị muốn lấy chồng tôi được hả? Chị nói cái câu đó là quá đó nghe chị. Chứ sao? Chị nói em lấy chồng chị là quá đó, em mới me thôi. Chừng nào bà buông là tôi hốt. Nói giỡn chơi chị thôi. Hồi nãy giờ là em nói giỡn chị thôi, chứ em thấy hoàn cảnh gia đình chị em thương hết sức vậy đó. Bây giờ em hỏi chị này, chồng chị trời ơi nó mê cá độ đá banh gì mà ổng mê quá đi. Từ cái đồ trung trung vừa vừa trong nhà tới cái đồ nhỏ nhất rồi giá trị nhất ổng cũng cầm cố hết trơn. Rồi mai mốt còn có cái nhà này không nó ngang, ổng mà cầm luôn nữa là mẹ con bà ra góc cầu ở luôn. Chị nói đó đúng đó. Giờ tôi biết làm sao giờ đây. Yên tâm đi, bây giờ bà nghe tôi đi. Bây giờ tôi chỉ cho bà. Chỉ gì? Nè, giờ nghe tôi ví dụ này nè. Bảo. Ủa chị hai. Đâu hả? Em đem cái chiếc nhẫn về cho má nè. Trời ơi, rồi em đưa cho má phải không? Em không có gặp má, má đi chợ rồi. Trời ơi, rồi em đưa cho ai? Chị yên tâm đi, em không có đưa cho ba đâu. Đưa cho ba cá độ hết làm sao. Trời ơi, má công nhận nha. Nhà hả, có hai chị em mà em thông minh hơn chị luôn đó. Em đừng có đưa cho ba nghe chưa. Dạ. Ba cá độ hoài luôn á. Dạ. Mà nó nghe nè, sáng giờ ăn gì chưa? Trời, sáng giờ đâu có ăn gì đâu, đói bụng chết luôn nè. Sao tôi thương em quá à. Thôi bây giờ em ăn ổ mì này đi, chị mua cho má. Rồi để lát nữa chị ra chị mua cho má cái khác. Em ăn bánh mì rồi lát chị hai lấy gì chị hai ăn? Thì em ăn bánh mì đi, lát nữa chị ra ngoài đường chăn phở gà được rồi. Trời ơi, giàu quá vậy. Tôi giỡn gì mà cũng tin nè. Chị đi về chị ăn cơm nguội, chứ đâu mà đi ăn phở gà sang trọng chứ à. Chị hai ơi, chị hai còn tiền không chị hai? Tiền hả? Dạ. Để em đóng tiền học phí á, thiếu mấy tháng rồi nhà trường kêu tên quá trời mà không có tiền đóng. Về xin ba cái ba chửi, ba nói mày học học phí hoài, để tiền tao đi cá độ còn sướng hơn. Rồi học thêm không có cho đi học thêm, đi học thua kém bạn bè hết trơn rồi chị hai ơi. Tướng chị đứng chảnh không? Sao vậy? Chảnh làm sĩ diện đó em. Là sao? Sĩ diện có nghĩa là làm màu đó. Nhưng mà sao vậy, chị có làm, tiền không? Làm màu có nghĩa là không có tiền đó. Trời ơi, tiền ở đâu ra? Trời ơi em ơi. Bây giờ em không có tiền đóng tiền học. Thì có chị nghe cái vụ mà em không có tiền học mà để nguyên cái trường học bạn bè biết là chị cũng nhột dữ lắm. Nhưng mà thôi giờ về đi thôi, giờ em ráng đi. Em ráng coi sao em đi mượn nợ đi, em dai nặng lại. Thôi bây giờ về đi, chị rối trí quá. Thôi giờ về đi nha, để chị về chị bàn với má đi. Bây giờ chị xin má chắc vừa đi học vừa đi làm quá. Mà thiệt tình nó nghĩ buồn ông ba quá à. Có một ông ba mà ông ba cứ đi chơi cái đồ hoài để nhà không có tiền. Thế ra gia đình mình nó cũng lo trang trải được mà tại ba đó em. Chị hai, ba gì đâu. Em thấy cái cô này cứ đi vô cái xóm này hoài. Mà cô này vừa lạ mà vừa quen nữa. Quen lắm nè, mà không có nhớ ra. Đúng rồi, quen lắm nè. Thấy quen không? Dạ quen. Nhìn quen vậy? Dạ. Nhìn kỹ đây. Anh Dũng. Anh Dũng mà sao kỳ quá vậy? Ấy quên. Dũng nè. Thì đúng rồi Dũng, nhưng mà phải kiểu làm. Sao anh làm vậy? Dạ. Đừng có làm sầm nghe chứ. Dạ. Tao đang có chuyện của tao đó. Dạ. Ủa sao? Nói Dũng này Dũng nọ kìa. Dạ. Từ nay chỉ đi nhớ cái mà Dũng nghe chứ. Phải nói là gì vậy nghe. Không. Chứ là nói đó, tao giận thấy không? Bởi vì tao nói hả? Đi đâu vậy? Đang gặp ngài thiệt tình xui thiệt. Cái nhẫn chuột rồi mà không có nhớ, đi ra ngoài rồi gây mấy cha tiệm cầm đồ, gây mấy cha đá mình mà không dằn là mấy cha quánh mình te tua rồi. Thì tình sao đâu á, mấy đứa này sao mà gì mà lâu lắc nhái trời, cho đừng gặp má nó. Nó gặp má nó là tiêu chứ nhẫn. Trời ơi. Tụi ba mới về. Ba cũng mới về. Đi đâu, đi đâu? Ra đây, ra đây, ra đây. Tu bàn với hai người ra đây. Đâu nhẫn đâu rồi?
Nhẫn chuột đâu rồi? Trong nhà này. Ừ. Cây chuột, cây cột vững chắc nhất là má của con. Má là cây đại thụ ở nhà, nên con quyết định con đưa cái nhẫn cho má rồi. Tình tình tình, hai chị em bay sẽ giống nhau quá, vẫn mặt hoài. Tao lo cho tụi bay, tụi bay không thấy, tụi bay lo má má không à. Bây giờ cái nhẫn đâu đưa đi. Mà con nói cho ba nghe, ba cứ cá độ hoài mà con đưa nhẫn cho ba thì cái lòng của con cũng không an tâm nữa. Bây giờ con có cái chuyện này còn đại sự hơn cái nhẫn, con muốn kể cho ba nghe. Gì đại sự? Trong đời tao không có chuyện gì đại sự hơn cái chuyện cá độ đá banh hết rồi, thấy không? Thôi mà mày muốn nói gì mày nói, thấy không? Ba là ba, là ba chiều con. Rồi con nói muốn gì nói. Là ba nghe cái câu chuyện này, ba phải tập trung, ba phải bình tĩnh thật sự thì con mới dám nói. Tại vì chuyện này hệ trọng đến đời của ba lắm. Làm gì ghê vậy? Hệ trọng đời tao? Gì nói coi. Giờ ba bình tĩnh chưa? Tao bình tĩnh rồi. Ba hít thở sâu đi rồi con mới kể được. Mày làm gì ghê hả? Gì nói tôi nghe. Con kể ba nha. Ừ. Nói thầm thôi để hàng xóm nghe, mình nhụt lắm á ba. Thì nói. Ba nghe không? Mày giỡn hả? Dạ. Mày giỡn với tao, mày thổi bùi lỗ tai tao hả? Mày nói cái gì mày nói đàng hoàng, mày sợ ai? Phải không? Ba chưa có nghe hả? Nói rõ ràng, nó lớn lên. Ba biết không? Cái gì? Sáng này á. Ừ. Má. Má sao? Đi coi đá banh với lại cô Dung. Năm bóng hả? Má mày với năm bóng đi qua đá banh? Đúng rồi. Ủa má mày đổi hệ rồi sao vậy? Ấy mà không sao. Đi với năm bóng không thành vấn đề. Thằng đó nó không có làm hại gì cho phụ nữ. Không phải. Có chuyện này còn quan trọng hơn nữa nè. Sao mày có chuyện hoài vậy? Không. Chuyện gì nữa? Xong á, trước khi vô đi coi đá banh nữa. Ừ. Má với cô Dung còn tạt qua ừ. cái hàng của bà Tư Béo hả? Ăn năm tô bún riêu rồi mới đi. Năm tô bún riêu má mẹ không nổi đâu. Cái thằng năm bóng nó ăn, nó ốm cho nó ăn dữ lắm. Thằng đó nó ăn 4 tô rưỡi, má mẹ nửa tô tao biết. Nhưng mà chưa, cái chuyện đó chưa có quan trọng nữa đâu. Gì nữa? Chuyện nó dài lắm, con phải phân tích ra. Mày trích đoạn thôi. Không. Mày dài quá mày phân tích không. Tao sao có thời giờ. Rồi vậy để con trích đoạn nha. Trích đoạn. Rồi sau đó rồi hả, má uống hả 6 cái dừa sim. Rồi hả sim. Rồi má ăn 7 cái kẹo xin gum. Rồi xong rồi má với lại hả cô Dung hả đến chỗ sân vận động. Ừ. Rồi cô Dung đi về. Ủa cái đoạn này mới là quan trọng nè. Ba ngồi ba bình tĩnh đi, ba nín thở đi rồi con kể ba nghe. Tao cầm rồi. Rồi xong cái má mới tiến vô trong chỗ coi đá banh á hả. Ừ. Má mới ngồi coi với lại chú Tám Điện Lực. Tám Tự Điện. Ừ. Thằng cha chết vợ. Đó. Trời ca ơi. Qua cái chuyện này á ba mới biết hả con người của má nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, vẫn còn xinh đẹp, vẫn còn quyến rũ, vẫn còn mặn mòi. Đừng nói nữa. Đàn ông vẫn còn theo dữ lắm. Tao hết gầm nổi, đừng nói nữa. Thằng cha chết vợ này, cha Thám Thợ Điện này, bữa nay nó tính chích điện của vợ tôi. Trời ơi trời. Được rồi. Tao sẽ tìm Thám Thợ Điện. Tao sẽ tìm má mày làm việc, thấy không? Má mày dám bỏ tao. Má mày dám bỏ tao ha. Nhưng mà con nói thiệt cái ba, má bỏ ba thì con thấy cũng đau buồn đó. Nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng đó là con, đây con cũng muốn bỏ ba, con đi bụi đời luôn á. Trời ơi, ba mà cá độ hoài con nghỉ học luôn á. Ba cứ cá độ hoài con thiệt ba, con đi giang hồ cái ba vừa lòng. Ba biết rồi đó, con gái con kia nè, mày làm giang hồ ba biết sao rồi. Em chạy ra mua gói thuốc về hút con lái cho đi tập luôn, làm giang hồ đấy. Mày chậm vô mỏ mày giờ cho hút thuốc hả? Mày bỏ học, mày nghỉ học, mày làm cái gì? Đi lên dưới xuống. Trời ơi, phải đi lụm banh đỡ tôi quá. Ủa mà sao mày nghỉ học? Tại sao mày nghỉ học mày nói tao nghe. Bây giờ đi học đâu có tiền đóng tiền học đâu. Học phí thiếu mấy tháng. Ở trường cứ kêu tên hoài, bạn bè nó chọc ghẹo con nhục nhã con chết luôn vậy. Mà ba thấy không? Em con nhục đỡ hơn con gái à. Bây giờ ai bạn trai nào muốn làm quen con đó, trời ơi đừng quen ngõ đó bà, nó bán cả độ đó. Rồi xong bây giờ hả con mà đi giang hồ đó, trời ơi bà còn ế luôn rồi. Cá độ mày, mày nói tao cá độ cái mỏ mày như con cá chốt vậy đó. Thôi quay tụi bay đi hết đi, tao không có sợ, tao không có cần. Tụi bay hết, tụi bay cứ bỏ tao đi hết đi. Tao đi tìm là Tám Thợ Điện với má mày rồi thanh toán cho biết tay tao. Giỡn bạc quay. Má mày dám bỏ tao hả? Bỏ là đúng rồi. Ủa ai nữa vậy? Bỏ ông là đúng rồi. Cô Dung đó. Cô Dung đây. Trời bây giờ thấy Dung khác chưa? Ủa sao mày quá phép thì hiểm hồn trở lại thành người vậy đó hả? Dung hạ hàng xuống là Dung khác liền. Ủa? Nghĩ sao vậy? Sao vậy? Bỏ ông là đúng rồi. Sao bỏ tao đúng? Ông đó là cá độ đá banh. Con cái coi nè. Thấy ông con này bữa hôm qua tôi thấy nó cầm 4 chai rượu luôn. Ông tưởng tượng được không? Trời, trời, trời.
phải không mày? Nó sanh dạ. Sữa nó uống rượu gì ông luôn á. Ông cá đỏ đấy uống rượu đó ba, con buồn quá. Thôi đừng có nói nhiều hay không? Mấy người đừng có nói nhiều, đừng làm áp lực cho tôi. Tôi thiệt với mấy người, tôi chỉ tìm con vợ tôi thôi. Nó dám đi với nhà Tám, cái này mới quan trọng, thấy không? Đây là đúng rồi. Nó bỏ tôi hả? Không dễ bỏ thằng này đâu, đừng có giỡn mặt. Ngon quá ha. Bà vô đây, bà vô đây, bà ngon hơn tôi. Sao ông nói tôi không dám bỏ ông phải không? Bà đi với cho Tám Thợ Điện coi đá banh phải không? Đúng. Tại sao bà đi với Tám Thợ Điện hả? Đi với Tám Thợ Điện là có lý do. Sao lý do sao? Lý do là, nè tôi nói cho biết nha. Nếu mà không nhờ có chú Dũng đó hăng mà dựng lên cái màn kịch này đó hăng là cho tôi đi coi đá banh á, thì làm sao tôi thấy được ông? Làm sao? Thấy không? Nói thiệt với ông ha, nếu mà không nhờ chú Dũng mà đi mà năn nỉ ông Tám Thợ Điện đó hăng gian xếp giùm ba cái vụ nợ đó, thì bây giờ nè, người ta siết nhà nè, mẹ con tôi phải ra đường ở đó, ông thấy không? Còn ông phải đi vô tù. Ủa? Nè, coi cái nào. Chủ nợ nó kiếm tôi hả? Nó tìm ông làm cái gì? Nó không có tìm anh đâu. Trời ơi, nó biết rồi. Nó sức mấy nó tìm anh, nó sợ anh quá, nó đâu tìm anh. Tìm nó anh. Tìm cái cục thịt mỡ ở trên chiếc xích lô của anh đó. Mà tôi thấy rõ ràng sáu thằng nó vác sáu cái mã tấu, nó đứng nó canh y như là mấy thằng bảo vệ vậy nè. Nó chờ ra, nó xả, nó bán. Thịt mỡ trên xích lô. Mỡ là tôi chứ ai? Tôi mỡ dữ đó. Ừ, mỡ vậy giờ tỉnh nó chưa? Nó xả. Mãi tấu mà nó xả hết mỡ còn xương tôi giống này. Trời ơi, trời ơi, còn gì nữa là tôi nữa, trời ơi. Nhưng mà tôi còn miếng da đắp vô, còn ông không còn miếng nào. Nó vậy là nhờ chú Dũng này. Rồi ông Tám hả? Chứ sao, đó bây giờ ông Tám ông đứng ra, ông vàng xếp giùm. Bây giờ nợ nần người ta nói thôi bây giờ người ta vì ông Tám phải không? Để cho ông thủng thẳng ông cả giờ, ông ráng ông lo chạy xích lô đi, rồi ông trả tiền cho người ta để khổ lắm mà. Đúng là không phải khổ một mình vợ ông, khổ con ông mà khổ tôi nữa nè. Bây giờ làm sao ông phải đền bù danh dự lại cho tôi đây? Nghĩ sao vì ông? Vì ông mà tôi đẩy một cục hàng ba lớn ra là tôi đi cà dẹo ở cả cái xóm này ai nó cũng kêu tôi con dung bóng là sao hả? Hả? Mà tôi không lẽ bây giờ tôi quánh ông? Đâu có biết đâu. Bây giờ ông đứng ông giằng co cái gì? Bây giờ tôi hỏi ông nè. Bây giờ ông có bỏ cá độ hay không? Bây giờ ông không bỏ cá độ khỏi cần giang hồ nó xử ông, tôi cũng xử ông nè. Bây giờ ông có tỉnh chưa? Bỏ chưa? Tỉnh đi ba ơi. Rồi tôi tỉnh rồi. Đó vậy phải được không? Vậy cho con cái vợ con nó vui. Bây giờ tôi còn 15 ngàn. Bây giờ để mừng cái ngày ông bỏ cá độ nè, tôi còn 15 ngàn. Tôi đãi mấy người ăn bún riêu. Đủ không bà? Đủ. Em? 3 ngàn tô à? 3 ngàn, 3 ngàn, 5, 15. Đúng rồi. Vậy là lên xe ông chở. Lại phải không? Đúng rồi. Đi ăn đúng rồi. Xe chừng chỉ cần một cái xe chừng là 5 tô bún riêu. Lên xe. Một mình ba chở đó. Một mình ba lái xe luôn. Lên xe luôn. Ngươi. Đi luôn. Mà ba lái mọi người đi lát nữa. Chú lái ba cũng về với ông.